Dự Hiền và Hưng Cát xin được chào tất cả quý vị đang đến với bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát Thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Xin được cảm ơn phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hai Phong, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp. À, anh Hưng Cát có thích ăn măng cụt không? Măng cụt thì là một cái thứ trái cây nhiệt đới rất là ngon rồi, ai cũng thích chứ đâu có riêng gì Hưng Cát đâu mà hôm nay sau Dự Hiền lại đề cập đến trái măng cụt nè tại vì mấy năm trở lại đây thì trái măng cục tăng cao giá thì tăng cao nè rồi cũng được xuất khẩu nữa thu nhập của những bà con nông dân trồng măng cục thì cũng rất là tăng khiến cho bà con khá là phấn khởi và bản tin kinh tế nông nghiệp kỳ này chúng tôi sẽ mời quý vị hãy cùng đến thăm một vườn măng cục ở bù đăng để trải nghiệm không khí lao động vui tươi phấn khởi của bà con trồng măng cục tại đây nha quý vị nhé bây giờ thì tất cả đã sẵn sàng mời quý vị và bà con nông dân cùng điểm qua những tin tức nổi bật có trong bản tin kinh tế nông nghiệp kỳ này Bình Phước phấn đấu có 180 sản phẩm ô cóp được chứng nhận từ 3 sao trở lên cuối năm 2024. Bình Phước thành lập mới 17 hợp tác xã trong 6 tháng đầu năm. Kinh nghiệm chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch Măng cuộc được giá, nông dân phấn khởi. Thưa quý vị, thưa bà con, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch số 209 về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến, phát triển thị trường nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, thì trong năm 2024, phấn đấu có 180 sản phẩm ô cóp được chứng nhận từ 3 sao trở lên, trong đó có 5% sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao. Hiện Bình Phước có gần 76% dân số sống ở nông thôn, kinh tế nông nghiệp đã giúp ổn định cuộc sống phần lớn người dân nông thôn, là nền tảng phát triển kinh tế xã hội và ổn định chính trị, tạo tiền đề công nghiệp hóa hiện đại hóa. Việc nỗ lực để sản phẩm đạt chứng nhận cóp là cơ sở nâng cao đời sống người dân, đồng thời là giải pháp nhiệm vụ trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện toàn tỉnh đã có 157 sản phẩm ô cóp được xếp hạng 3 đến 5 sao. Trong đó có 3 sản phẩm 5 sao và 58 sản phẩm 4 sao, còn lại là sản phẩm 3 sao với gần 80 chủ thể đăng ký. Thưa quý vị, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã có phần thúc đẩy khuyến khích hỗ trợ phát triển nhân rộng các mô hình hợp tác xã hiệu quả. Tuy nhiên thì các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vẫn rất cần sự chung tay tháo gỡ những cái khó khăn từ các cấp chính quyền và các chính sách hỗ trợ khuyến khích để mô hình kinh tế tập thể này ngày càng phát triển vững mạnh hơn. 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bình Phước thành lập mới 17 hợp tác xã đạt 56,67% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế ước đến hết tháng 6 toàn tỉnh có 338 hợp tác xã, trong đó có 213 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động. Nhìn chung, các hợp tác xã đã và đang thể hiện được vai trò hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác và hoạt động hiệu quả, gắn kết với hợp tác xã và các thành viên, hộ thành viên, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Những năm vừa qua thì tình hình chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Phước phát triển nhanh chóng theo hướng chăn nuôi trang trại, công nghệ hiện đại, giảm dần chăn nuôi với mô hình nhỏ lẻ. Mục tiêu của Bình Phước là đến năm 2030 thì xây dựng 11 trên 11 huyện thị xã thành phố an toàn dịch bệnh theo quy định Việt Nam và 6 trên 11 huyện thị xã thành phố an toàn dịch bệnh theo quy định của tổ chức thú y thế giới. Đối với gia súc gia cầm, đến năm 2030, Bình Phước xây dựng thành công 11 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh, an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle trên gà, bệnh lở mồm long móng trên gia súc và bệnh dịch tả heo cổ điển trên heo theo tiêu chuẩn Việt Nam. Trong đó có 6 huyện thành phố là Đồng Phú, Đồng Xoài, Chân Thành, Bù Đăng, Hớn Quảng, Phú Xuyên đã an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y Thế giới. Để hoàn thiện mục tiêu trên, Bình Phước ưu tiên phát triển các dự án chăn nuôi hướng đến chăn nuôi công nghiệp, tập trung an toàn sinh học, bảo đảm môi trường, đồng thời hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước, hướng đến xuất khẩu. Tháng 6 năm 2024, khối lượng hạt điều xuất khẩu ước đạt 65.000 tấn với giá trị xuất khẩu đạt 388 triệu đô la Mỹ. Tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu hạt điều 6 tháng đầu năm 2024 đạt 350.000 tấn và 1,92 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9% về khối lượng và tăng 17,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Hạt điều xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm trên 26% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 75.072 tấn. Việt Nam hiện vẫn duy trì vị trí số 1 trên thế giới trong lĩnh vực xuất khẩu hạt điều, chiếm hơn 75% lượng nhân điều được xuất khẩu trên toàn cầu và đang là quốc gia làm chủ về công nghệ chế biến. Quý vị, mùa mưa tới cũng là thời điểm mà thức ăn cho đàn gia súc trở nên dồi dào và nắm bắt được cơ hội này thì những nhà nông gắn bó với nghề chăn nuôi bò cũng đã nhanh chóng nhân đàn, qua đó tăng thu nhập từ đàn bò của gia đình. Tại ấp chính xã Tân Hiệp, huyện hướng Quảng, tỉnh Bình Phước thì địa bàn giáp ranh với tỉnh Tây Ninh, những đồng cỏ tươi non mơ mởn gian sông Sài Gòn cũng đã trở thành một cái môi trường chăn nuôi lý tưởng cho bà con chăn thả gia súc và đàn bò mập mạp, khỏe mạnh, sinh sản tự nhiên khiến cho bà con nuôi bò ở đây hết sức phấn khởi. Từ đầu mùa mưa, gia đình anh Trần Ngọc Trong ở ấp chính xã Tân Hiệp, huyện Hấn Quảng, tỉnh Bình Phước và một số hộ dân đã lùa bầy bò tới đây chăn thả. Đồng cỏ mênh mông, thức ăn dồi dào khiến con nào cũng mập mạp, mau lớn. Phần lớn đàn bầu của gia đình anh Trong trong giai đoạn phát triển, trong giai đoạn sinh sản cho nên tốc độ nhân đàn rất nhanh. Một năm thì đây tổng cộng là có tầm 14 con bò cái mẹ. Thì năm đẻ cũng trung bình là 11 con. Tại cũng có hao hụt rồi nọ một con thì quân bình con bán chắc tầm 13 triệu Bê cái thì phải nuôi hơn một năm thì nó có chữa thì bán được tầm 20 triệu một con Còn đực thì nó nhỏ nhỏ thì tầm 12, 13 triệu một con Tại đực là một năm là đã bán được rồi Anh Trong còn cho biết nhờ nguồn thức ăn dồi dào Không những gia đình tăng thu nhập từ việc bán bê Mà hàng ngày anh còn có thêm thu nhập từ nguồn phân bò Hiện nay nông dân sản xuất nông nghiệp phần lớn theo xu hướng hữu cơ Do vậy giá phân bò cũng tăng cao lùa đi ăn rồi mình lùa về chuồng tại vì cái mùa mùa nước khô này nó rộng nè đảo này nó có hàng chục hai chục mẫu nè thả đây cho nó ăn ngày ngày đêm đêm nó mập còn dài với nó thì mình phải lùa đi ăn rồi chiều lùa về chiều lùa về thì đêm mình được hốt phân Toàn xã Tân Hiệp hiện có đàn bò khoảng 300 con, các hộ nuôi theo quy mô nhỏ lẻ, quy mô gia đình. Phần lớn bà con chăn thả tự nhiên, việc chăm sóc chủ yếu theo kinh nghiệm. Mặc dù trên địa bàn chưa phát sinh dịch bệnh, tuy nhiên việc hỗ trợ bà con kiến thức phòng trị bệnh trên đàn gia súc cũng là điều cần thiết. Với vai trò của hội nông dân thì trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ đề nghị với lại các cấp để có cái mở cái lớp tập huấn này rồi chuyển giao cái kỹ thuật rồi sẽ giới thiệu cho bà con có thể là mua cái con giống hoặc là cái con bò đực giống để sẽ lai tạo cho nó đạt cái chất lượng tốt hơn. Lãnh đạo hội nông dân xã Tân Hiệp cũng cho biết với những thuận lợi và điều kiện chăn thả, Hiện một số hộ trên địa bàn xã đang có kế hoạch phát triển kinh tế theo mô hình này. Do vậy, hội nông dân xã cũng sẽ xây dựng kế hoạch thành lập tổ hợp tác nuôi bò, triển khai việc xem xét hỗ trợ vốn cũng như liên kết tìm đầu ra ổn định cho bà con. Thưa bà con, chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch là một bước vô cùng quan trọng trong quá trình bồi dưỡng, lấy lại dưỡng chất cho mùa vụ sau trong niên vụ vừa qua thì người trồng sầu riêng ở Bình Phước rất phấn khởi khi vừa họ vừa trúng mùa vừa được giá đem lại nguồn thu nhập rất cao. Và ngay bây giờ là những chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sầu riêng sau thu hoạch của nhà nông nông Văn Cảnh, tổ trưởng tổ hợp tác trồng sầu riêng hữu cơ thôn Bầu Đĩa, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng. Mời quý vị cùng tham khảo. Với kinh nghiệm nhiều năm trồng sầu riêng, nhà nông nông Văn Cảnh cho rằng sau quá trình thu hoạch, sầu riêng bị mất nhiều chất dinh dưỡng làm cho cây suy yếu trầm trọng bóng phân chính là giải pháp tốt nhất để giúp cây có thể phục hồi khả năng sinh trưởng sau thời gian dài nuôi trái. sau khi thu hoạch xong trong vòng tầm 20 ngày đổ lại là bắt buộc mình phải có những cái thao tác là như là cắt tỉa bỏ những cảnh hư hỏng cuốn trái sau đó là mình sẽ xịt rửa vườn bằng những cái dung dịch như là một đô hoặc là cóc 85 tức là những cái dung dịch mà có mang tính chất nó sát khuẩn để bảo vệ cái những cái vết thương ở trên cây sau đó mình sẽ dọn sạch rửa vườn dọn sạch vườn và mình sẽ bỏ phân vi sinh để cho nó phân vi sinh hữu cơ để cho nó phục hồi lại cái cái cái, cái cây cho nó cho nó đảm bảo cái sức khỏe cho nó cho nó lấy những cái cây lá để làm tiếp cho cái vụ sau để hấp thụ nước và chất dinh dưỡng tốt nông dân nên kích thích phát triển rễ sau khi thu hoạch bởi thời gian nuôi trái rễ đã bị nhiều tổn thương và thiếu chất dinh dưỡng nông dân nên sử dụng phân hữu cơ vi sinh để phục hồi đất và cây phục hồi quan trọng nhất là cái quy trình dinh dưỡng cho cây sau thu hoạch nó tại vì tại vì sau một năm cái quá trình mà mình chăm sóc bông trái để lấy trái thì gần như là cây nó 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 đã kiệt quệ về sức khỏe nó với lại cái đất thì đã nó có sau sử dụng thời gian dài sử dụng hóa học thì đất nó cũng đã 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 bị ảnh hưởng rất nhiều như chua đất trái đất cho nên là cái phục hồi quan trọng nhất là dinh dưỡng là phân theo như tôi quy trình của chúng tôi làm là phân hữu cơ vi sinh. Sau thu hoạch, nông dân tiến hành cắt tỉa những cành mọc vượt, cành khô, các tán lá dày, cành bị sâu bệnh gây hại. Việc cắt tỉa này nên làm thường xuyên 2 tháng một lần, nhằm tạo cho vườn sầu riêng thông thoáng, vừa thuận lợi trong việc chăm sóc sầu riêng. Việc cắt cành tỉa lá làm giảm tình trạng sâu đục thân, bệnh vàng lá, bệnh nứt thân, xì mũ giai đoạn mà chăm sóc sau thu hoạch rất là quan trọng để mà quyết định cái cái sản lượng của cái mùa sau cho nên là tôi cũng khuyên bà con là cố gắng cố gắng phục hồi tốt nhất giai đoạn phục hồi cho cây hoạch nhưng mà nên phục hồi bằng phân hữu cơ vi sinh để mà cho đảm bảo được phục hồi cái đất đất là cái vấn đề quan trọng hơn là cái cây Tổ hợp tác trồng sầu riêng hữu cơ thôn Bầu Đĩa, xã Phước Tân có 30 hecta sầu riêng được cấp mã vùng trồng Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu, nên vụ mùa vừa qua, các thành viên tổ hợp tác đã bán được giá tốt và có lợi nhuận cao. Thưa quý vị và bà con nông dân, hiện nay thì mùa măng cục trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng đã vào giai đoạn cuối vụ và năm nay do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan nên là năng suất bình quân chung cũng có bị sụt giảm. Tuy nhiên khi tham quan vườn măng cục của gia đình bà Mai, một trong những cái hộ gia đình có thâm niên trồng măng cục lâu năm ở huyện Bù Đăng thì ekip phóng viên à, bản tin kinh tế nông nghiệp chúng tôi vẫn cảm nhận được cái không khí lao động vui tươi phấn khởi bởi cuối vụ thì giá măng cục lại tăng khá cao. Gia đình bà Lê Thị Mai ở thôn 3 xã Minh Hưng huyện Bù Đăng có 1,5 ha trồng măng cục Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, nắng hàng kéo dài, năng suất dường măng cụt của gia đình bà ước sụt giảm đi một nửa, tuy nhiên giá măng cụt năm nay lại ổn định. Thường mỗi năm thì một ngày hái cũng được 5-7 tạ, mà năm nay hái chỉ được có 3, 2, 3 tạ, là mỗi một ngày. Và năm nay thì thất, tất cả đều bị thất hết. Nhưng mà được cái là giá cả thì nó cũng ổn định. Bà Mai cho biết, từ tháng 4 khi bắt đầu thu hoạch, giá măng cụt loại 1 lên tới 50.000 đồng 1 kg, đến giữa vụ giảm xuống chỉ còn 25.000 đồng 1 kg. Giờ đến thời điểm cuối vụ thì măng cụt khan hiếm nên giá lại tăng lên. Ý là hiện tại bây giờ thì măng cụt giá cũng được là 38 đó. 38 ngàn ký. Thì mình chỉ hái mình chở lưu vô nhà rồi là người ta tới vườn người ta cân luôn. Bà Lê Thị Mai cho biết So với các loại cây trồng khác, măng cụt dễ trồng, dễ chăm sóc và rất ít có dịch bệnh. Thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 3 tháng. Mặc dù năm nay mất mùa nhưng gia đình bà vẫn có sản lượng 8 tấn, trừ đi chi phí thì gia đình bà thu về khoảng 250 triệu đồng. Trồng cây măng cụt, tuy thời tiết năm nay thì nó cực đoan, nắng nó nóng kéo dài thì nó cũng ảnh hưởng đến về cái sản lượng và chất lượng. Nhưng mà đối với chỗ chị Mai thì tôi cũng đánh giá rất cao về cái khâu chăm sóc và cái sản lượng của chị ra trong thời gian tới thì hội nông dân chúng tôi sẽ tuyên truyền cho bà con tham quan để tổ chức những cái cuộc tham quan để học hỏi kinh nghiệm và sẽ nhân rộng cái mô hình này trong thời gian tới. Thưa quý vị, không chỉ bà Mai đâu mà những cái người anh em ruột thịt trong gia đình bà Mai cũng là những cái gia đình trồng măng cục rất là có tiếng vì có sản lượng lớn, chất lượng thơm ngon. Thế nên là thương lái từ các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh đến đây à, tận vườn để mà thu mua. Cho nên mà bà Mai cũng như là những người trồng măng cục ở đây không lo về cái đầu ra của sản phẩm. Và đến đây bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước xin được tạm dừng cảm ơn liên minh hợp tác xã tỉnh bình phước phân bón mặt trời mới và phân bón hai phong đã đồng hành cùng với bản tin còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại